Rồi, chào tất cả các bạn đã đến với bài học của thứ hai của ngày hôm nay. Thì ở bài học ngày hôm trước, bài học 1 thì chúng ta đã nêu lên cái phương pháp học và cái lộ trình học để làm sao là có hiệu quả nhất, đúng không? Thì trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học tới bốn cái tư duy kinh doanh trên cái sàn thương mại điện tử. Đầu tiên đó chính là cái tư duy xây sản phẩm phễu, đó chính là cái sản phẩm mồi câu, sản phẩm chủ lực, sản phẩm bán kèm và cái sản phẩm cuối phễu, đúng không? Thì chúng Tuấn sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn để các bạn có thể thấy được cái sản phẩm phễu của họ ra sao và thiết kế một cái sản phẩm phễu đối với cái gian hàng của mình, đúng không ạ? Thì cái này thì mình sẽ chưa đi chuyên sâu, mình sẽ nói để con lấy con mình sẽ lấy một số các cái ví dụ để có thể các bạn có thể biết được. Thấy không? Thì chúng ta sẽ bấm bán và chọn vào cái lựa chọn là cái phần bán chạy này. Thì đây chính là cái sản phẩm phễu của họ, cái sản phẩm và cũng chính là cái sản phẩm chủ lực của họ luôn. Sản phẩm này bán được 37.000 lượt bán và đã có 12K đánh giá. Thì đây chính là cái sản phẩm chủ lực và cũng chính là cái sản phẩm phễu của họ. Đấy, và làm sao để chọn được cái sản phẩm phễu và cái sản phẩm chủ lực nó như thế nào thì chúng ta sẽ có một cái bài học riêng liên quan đến sản phẩm đó, đúng không ạ? Liên quan đến cái tư duy mình xây được cái sản phẩm phễu, đúng không? Vì trong một cái mô hình kinh doanh thì chúng ta phải có một cái sản phẩm phễu, cái sản phẩm chủ lực và cái sản phẩm bán kèm và cái sản phẩm cuối phễu, nó như kiểu cái mix, nó giống như cái mô hình một cái phễu đấy, từ to xuống nhỏ, nhưng mà cái lợi nhuận của nó lại từ nhỏ đến to, đúng không? Đấy, nó mình nói một cách nó đơn giản như thế để cho các bạn có thể hiểu được, đúng không ạ? Đó, và cái thứ hai đó chính là cái tư duy phân tích. Đấy, tại sao chúng ta phải biết được cái tư duy phân tích này? Cái tư duy phân tích này đó chính là mình phải biết phân tích tiềm năng thị trường, phân tích đối thủ và phân tích cái lợi thế cạnh tranh. Đấy, để nắm vững được cái chiến thắng của mình trong công cuộc kinh doanh ở trên sàn thương mại điện tử này thì chúng ta phải biết cách phân tích. Đấy, và chúng ta phải biết được đối thủ chúng ta đang làm gì và đối thủ chúng ta có cái lợi thế gì. Đấy, và cái sản phẩm của đối thủ ra sao để chúng ta có thể là cạnh tranh lại với họ, đúng không ạ? Đó, đấy chính là cái cách tư duy về cái việc công việc và phân tích chúng ta khi mà chúng ta bắt đầu cái công việc bán hàng ở trên sàn thương mại điện tử, đúng không? Đó. Tiếp theo ấy, đó chính là cái tư duy lựa chọn sản phẩm, đúng không? Thì mình phải khẳng định với các bạn, khẳng định lại một lần nữa với các bạn, đó chính là khi mà các bạn chọn được cái sản phẩm tốt, chọn được cái sản phẩm mà có nhiều người mua, đấy, chọn được sản phẩm, đặc biệt sản phẩm tốt đã, nói thẳng luôn là cái sản phẩm tốt, thì khi đấy là các bạn đã chiến thắng đấy, công cuộc kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử lên tới khoảng 50 khoảng 70% rồi. Đây là cái điều khẳng định của mình luôn. Còn các khi mà các đã có sản phẩm tốt rồi thì chắc chắn cái vấn đề ở phía sau các bạn rất là đơn giản thôi. Đấy, thì làm thế nào để có thể là lựa chọn được cái sản phẩm tốt, đúng không? Thì cái này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết tỉ mỉ ở các video tiếp các cái video tiếp theo, đúng không? Đấy, chứ còn bây giờ ví dụ các bạn có thể là lựa chọn bất kỳ một cái sản phẩm đó thì chúng ta đều có thể bán được. Nhưng mà quan trọng là để bán được cái mức doanh số là doanh thu và cái lợi nhuận nó đạt ở cái mức độ là tầm 50 đến khoảng 100 triệu thì chúng ta phải có một cái sản phẩm tốt, đúng không? Chứ còn bây giờ ví dụ mà mình bán cái sản phẩm có đem lại cái lợi nhuận cho mình một tháng tầm khoảng 10, 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu hay 15 triệu thì nó rất là dễ dàng thôi. Nhưng mà để làm sao nó có thể là cái doanh thu mình nó phải khác hơn, cái doanh thu mình nó phải được gia tăng. Đấy, doanh thu mình nó phải lớn hơn cái thời điểm lớn hơn 10 triệu, lớn hơn 15 triệu, đó chính là cái mốc là 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu, thậm chí là 100 triệu, hơn 100 triệu. Thì khi đến chúng ta phải có một sản phẩm tốt, đúng không ạ? Chúng mình phải biết lựa chọn, đúng không? Đấy, thì người ta thường hay có câu lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực, đúng không ạ? Cho dù các bạn khi mà các bạn đã chọn sản phẩm rồi mà các bạn trong cái công cuộc mà kinh doanh đó các bạn chăm chỉ, nhưng mà quan trọng là cái sản phẩm của các bạn người ta không có nhu cầu, người ta không mua, thì các bạn cho dù các bạn có chăm chỉ như thế nào, có cần cù như thế nào thì kết quả thì nó vẫn chỉ có thế thôi. Đấy, đây là cái điều mình khẳng định với các bạn, đúng không ạ? Đó, tiếp theo đó chính là cái tư duy và gieo trồng. Đấy, kinh doanh trên Shopee thì cần có khoảng thời gian đủ lâu xây dựng được cái uy tín cho gian hàng, gieo trồng chứ không phải là săn bắn, đúng không ạ? Đó, thì đây mình sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn nhé, về một cái shop là bên mình là hiện tại đang hỗ trợ các bạn ấy xây dựng cái gian hàng này. Đây,
Thì đây là một cái gian hàng mới mình mới tiếp nhận cách đây khoảng khoảng 3 tuần thôi. Thì hiện tại là đã được khoảng 500 đánh giá rồi, gần 500 đánh giá rồi và lượt bán thì rất là ok. Đấy, thì để làm sao có được cái lượng đánh giá như thế này, cái lượt bán nó tốt như thế này thì chúng ta phải có một cái quy trình, thì chúng ta phải xây dựng từ từ dần dần thì chúng ta mới có kết quả như thế này, đúng không ạ? Đấy, chứ đâu phải là các bạn khi mà các bạn vừa mới bắt đầu bán, đăng sản phẩm lên bán thì các bạn đã muốn sản phẩm của mình được bán ngay và gian hàng nó phải có lợi nhuận, đúng không? Cái đấy thì ai cũng muốn, nhưng mà các bạn phải cần phải có cái quá trình, đúng không ạ? Chứ đâu phải là vừa mới đăng sản phẩm luôn là muốn có đơn, đã muốn có đơn hàng và đã muốn bạn đã muốn có đơn hàng rồi mà lại muốn có lợi nhuận luôn thì nó rất là khó. Có thì vẫn có nhưng mà nó rất là khó. Đấy, thì chúng ta cần ít nhất khoảng thời gian, nó không quá lâu đâu, nó không quá lâu đâu, nhưng mà ít nhất thì cũng phải tầm khoảng 1 tháng. Còn chậm, nếu mà các bạn vốn thì các bạn thấp thì các bạn sẽ phải cần cho mình tầm khoảng từ 2 tháng đến khoảng 3 tháng. Thì cái uy tín của các bạn, cái gian uy tín của cái gian hàng của các bạn nó mới đủ để có thể là kinh doanh ở trên cái sàn thương mại này, khi mà cái độ uy tín nó đủ tốt rồi. Đấy, cái gian hàng của các bạn được nhiều người biết đến rồi thì chắc chắn là cái lượng đơn này, cái mức độ lợi nhuận này, biên độ lợi nhuận của các bạn này rất là tốt cho các bạn. Đấy, đây là cái điều mà Tuấn sẽ khẳng định cho các bạn luôn. Thì trong cái khóa học này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái quy trình để làm sao các bạn xây một cái gian hàng nó đạt được cái độ uy tín trong cái thời gian ngắn nhất mà có hiệu quả nhất cho các bạn, đúng không? Đó, các bạn cần phải áp dụng cho mình đủ 4 cái tư duy này: tư duy xây sản phẩm vẽ, tư duy phân tích, tư duy lựa chọn sản phẩm và tư duy gieo trồng, làm sao cho nó hiệu quả nhất đó, để trong cái thời gian tới các bạn bắt đầu kinh doanh trên sàn thương mại điện tử nó phải có cái kết quả nhanh nhất và tốt nhất cho các bạn. Đấy, đây là cái điều các mình Tuấn mong muốn cho các bạn khi mà các bạn tìm đến Tuấn và học cái khóa học này. Đấy, phải mình phải có kết quả, mình phải có kết quả thực tế. Đấy, đúng không? Đấy, thì đây là cái bài học thứ hai, mình sẽ lưu cho các bạn 4 tư duy như thế. Và tiếp đến cái bài học thứ ba, mình sẽ phân tích chi tiết từng các yếu tố. Đó, thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây, mình sẽ sang cái video này, ở cái bài học thứ ba nha.